Xin chào mọi người đang xem video và rất vui được gặp lại tất cả mọi người trên video này của kênh Hoa Lan Nông Nghiệp. Và xin chia sẻ với tất cả mọi người đang xem video. Đây là cây Lekima, còn gọi là cây trứng gà ở trong miền Nam. Và tuổi của cây này đã có hơn 30 năm và được một ông bác của mình, ông từ Gia Lai và sang ở Đắk Nông này để mua cây này. Và với tuổi đời đã hơn 30 năm thì mọi người có thể thấy được các nu của nó. Và đặc biệt dáng của nó rất là đẹp. Và được các anh đào cái cây này và quăng bầu nó rất là đẹp. Mình thấy thật là tuyệt vời. Kỹ thuật rất là cao, quăng không vỡ bầu. Cái này thật sự ông bác mình mua chỉ để về trồng, để lấy trái ăn thôi. Và giá trị nó cũng không bao nhiêu. Nhưng mà mời mọi người cùng chiêm ngưỡng. Cho nên cái này không phải là phi vụ mua bán hay làm ăn gì đâu. Chỉ là mang một cái cây rất là đẹp về trồng thôi. Và trên cây vẫn còn một số trái này. Rất là tuyệt vời. Và điều đặc biệt là không hiểu vì sao. Lúc đầu mình và các anh kia đã đào gốc cây này và gặp đá rất là nhiều. Cho nên cũng đã cung kính rất là kỹ rồi. Và bây giờ đưa xe cẩu tới thì xe cẩu nó cũng vào và bị hư và bị rớt trục bánh. Cho nên bây giờ phải chờ xe cẩu tiếp. Và bác mình đã cúng lại một lần nữa và nó rất là ok. Xe đô cũng đã được thông hành. Cái hồ điệp đây là rất là lâu luôn này. Tuy không tưới nhưng mà nó vẫn ì ạch như vậy. Và bộ rễ thật là kinh khủng. Wow. Người thấy bộ rễ của nó bám hết cả chậu. Và đây là những cái lan kiếm. Kiếm lô hồ thì thường thôi. Nhưng mà vòi bông của nó thì ối dồi ôi. Quá trời trời vòi bông luôn. Và đặc biệt đây là chuyến mình đi du lịch và mình quay về cái vlog này để mọi người cùng theo dõi. Và đặc biệt ngoài ra thì mình thấy những cái cây rất là khủng khiếp. Những cái này ngày xưa cực kỳ có giá trị này. Nhưng mà thời nay thì người ta không có con ưa chuộng nữa cho nên chỉ để chơi chiêm ngưỡng thôi. Nó không mang tính chất về giá trị. Quá đẹp. Và xe cẩu cũng đã được sửa xong. Bây giờ các anh sẽ tiến hành đưa cái cây này về nhà. Em mời mọi người cùng chiêm ngưỡng video nha. Nó có rất là nhiều điều thú vị. Nó cứng này, nó cứng kia nó cứ sấn mãi hiểu không?
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cái con đang đứng thì rất nhỏ đúng không? Các nó nằm xuống nhìn cái đấy nó có cái gì nằm đây. Rồi, lấy cái nốt bỏ nó bẩn. Rồi.